chào các bạn đã quay trở lại kênh Bất Động Sản ACB Land. Sản phẩm chào bán hôm nay của chúng ta là lô đất tại khu tái định cư Tân Hưng, quận 7, ngay trục đường số 4, tiếp giáp với nội khu Him Lam, Tân Hưng nối dài nhé các bạn. Bất Động Sản đang giao bán có các thông tin cơ bản như sau. Tổng diện tích đất là 70m², trong đó chiều ngang là 5m và chiều dài là 15,5m. Và góc lô góc ngay ngã ba nhé các bạn. Hiện trạng là căn nhà cấp 4 được xây dựng trên lô đất hiện hữu. Hướng căn nhà nhìn về hướng đông, giá đang được chào bán là 15 tỷ đồng. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chi tiết hơn về thông tin giao bán, vui lòng liên hệ theo số 0983 383 509 để được tư vấn thêm thông tin. Trên màn hình chúng ta đang xem là hướng nhìn về trục đường số 4, nội khu Him Lam Tân Hưng, vị trí khu tái định cư Tân Hưng, tiếp giáp với khu đô thị Him Lam Tân Hưng quận 7. Riêng nhà đất tại khu tái định cư Tân Hưng, pháp lý sổ hồng đầy đủ và được xây dựng tự do nhé các bạn. Từ vị trí lô đất đang giao bán chỉ cách siêu thị Lotte Mart chỉ từ 200m và cách trường học Vista School chỉ 20m. Hướng nhìn về chung cư Hoàng Anh Thanh Bình tại trục đường D4. Từ vị trí lô đất đang giao bán chỉ cách chung cư Hoàng Anh Thanh Bình trục đường D4 khoảng 100m và cách khu căn hộ Sunrise City View chỉ từ 200m. Vị trí trục đường chúng ta đang xem là đường số 3A, bên tay phải màn hình là cổng sau trường Vista School, còn bên tay trái màn hình là trường mầm non Tân Hưng. Chỉ các lô đất đang giao bán khoảng 100m, cuối trục đường số 3A là Ủy ban Nhân dân phường Tân Hưng nhé các bạn. Còn bây giờ chúng ta hướng vào màn hình để xem những hình ảnh được ghi lại xung quanh vị trí bất động sản đang được giao bán. Bất động sản đang giao bán có các thông tin cơ bản như sau. Tổng diện tích đất là 70m², trong đó chiều ngang là 5m và chiều dài là 15,5m. Và góc lô góc ngay ngã ba nhé các bạn. Hiện trạng là căn nhà cấp 4 được xây dựng trên lô đất hiện hữu. Hướng căn nhà nhìn về hướng đông, giá đang được chào bán là 15 tỷ đồng. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chi tiết hơn về thông tin giao bán, vui lòng liên hệ theo số 0983 383 509 để được tư vấn thêm thông tin. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like để giúp mình vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo của mình.